tại thì em thấy là ưng với cái hàm răng này, tại vì là cái màu răng nó cũng rất là đẹp tự nhiên, mà em cũng tự tin hơn với hàm răng này. Tình trạng răng của em từ ban đầu nó như thế nào mà mình lại quyết định là mình biến răng sứ luôn đi? Các cái mảng bám ấy thì nó bám vào đấy, cái màu nó sẽ không được đẹp ấy. Thì em cũng chưa tự tin với cái hàm răng đấy nên là em quyết định chọn veneer để làm cho răng mình đẹp hơn và gương mặt mình nó sáng hơn. Sau đây thì chúng tôi sẽ tiến hành các bước xử lý sứ và xử lý thùi răng cho bệnh nhân. Xong sau đấy là chúng tôi sẽ tiến hành dán những cái miếng sứ này trên mặt răng của bệnh nhân. Cái màu răng nó cũng rất là đẹp tự nhiên, mà em cũng tự tin hơn với hàm răng này. Rất cảm ơn em rất là nhiều.